Ngày xưa, sâu trong lòng đại dương có một thế giới bí ẩn mà không một ai biết đến. Những chú cá heo hát ca, những con sứa nhảy múa, đàn cá sặc sỡ bé xíu thì bơi lội tung tăng. Và trong làn nước thăm thẳm là một thủy giới rực rỡ. Hải nhân trong vương quốc này chung sống yên bình với tất cả những sinh vật dưới nước. Vương quốc do hải vương Poseidon, người rất yêu thương các công chúa của mình, trị vì và luôn luôn khiến các công chúa tách biệt khỏi vương quốc. Aria là công chúa Úc, và nàng không hiểu tại sao vua cha lại không bao giờ để nàng đi bất cứ nơi đâu. Người thường nói với nàng, hiểm họa luôn rình rập bên ngoài cổng thành của vương quốc. Nàng hiểu rằng vua cha muốn ám chỉ người dân và các sinh vật sống trong vương quốc này. Aria này, một ngày nào đó khi con đã đủ trưởng thành để tự đội lên vương miện của mình, nhưng cho tới ngày đó con phải ở lại đây, nơi an toàn trong vương quốc này. Nhưng con rất tò mò về người dân và các sinh vật trên đất liền. Con người trên đất liền không tôn trọng sự sống trong biển cả. Họ vứt rác rưởi vào đại dương và chúng ta không thể tin tưởng họ được. Vậy nên cháu cần phải tin tưởng cha của cháu, Aria. Đàn tiên cá nhỏ Aria chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghĩ về những gì bà nội của nàng nói, nàng càng trở nên tò mò hơn. Mình không thể chờ cho tới tuổi được đội vương miện. Những người sống trên đất liền chắc hẳn là tốt bụng như chúng ta ở đây thôi mà. Và rồi Aria nhỏ bé chuẩn bị một kế hoạch để trốn khỏi thủy giới. Nàng nghĩ đến bạn bè của nàng là cá voi bự Willy và cá heo nhỏ Dolphy, bởi vì chúng có thể tự do bơi ra bơi vào thủy giới bất cứ khi nào chúng muốn. Tại cổng thành thủy giới, cá lưỡi kiếm canh gác tránh sang một bên để cá heo Dolphy và cá voi Willy bơi ra ngoài đại dương. Chúng được tự do đến và đi bất cứ khi nào chúng muốn. Nhưng khi đã khuất tầm mắt, cá voi Willy há rộng miệng và từ trong đó, kẻ đào tẩu, nàng tiên cá Aria bước ra ngoài. Và bằng cách đó, Aria tự ra ngoài rồi bơi lên phía trên mặt nước. Lần đầu tiên trong đời mình, nàng cảm nhận làn gió mát, ngắm nhìn hoàng hôn và lắng nghe đàn hải âu. Đây thật là một cảm giác tuyệt vời. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Ngay sau đó, Aria nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ làn nước. Nàng trầm mình vào làn nước mát và bơi về phía âm thanh. Rồi nàng thấy một chiếc thuyền lớn và bên trên là pháo hoa tỏa sáng. Một chiếc thuyền nè, đến đây Dolphy, hãy đến nhìn nó gần hơn nữa. Aria, ngừng lại đi, có thể nguy hiểm đấy. Người bạn Dolphy của cô cảnh báo, nhưng Aria không thèm lắng nghe. Aria, ngừng lại đi. Nàng bơi sát cạnh chiếc thuyền, nơi nàng có thể thấy đức vua của đất liền và hoàng tử Edward. Họ đang tổ chức sinh nhật cho hoàng tử. Aria, một vị hoàng tử. Chúng ta không nên ở đây. Những người lính này rất là nguy hiểm. Chúng ta nên trở về ngay bây giờ. Họ có thể trông thấy chúng ta mất thôi. Hoàng tử bắt đầu thổi sáo trên mạn tàu. Nhìn chàng không giống kẻ xấu chút nào. Aria cất tiếng hát ngọt ngào theo giai điệu của tiếng sáo. Hoàng tử nghe thấy tiếng hát của nàng nên ngỡ ngàng nhìn ra xung quanh. Ồ, tiếng hát ngọt ngào này của ai vậy? Cẩn thận đó Aria, họ nhìn thấy chúng ta mất thôi. Ở một nơi xa thật xa là nơi ở của người chị độc ác của hải vương Poseidon, một phù thủy Vega, người đã từng sống trong cung điện của hải vương. Nhưng mụ đã làm những điều xấu xa nên đã bị đày ra khỏi thủy giới xinh đẹp. Đã đến ngày này, con gái của Hải Dương Poseidon và một con người, hãy cử sấm sét đến đây, và cả bão tố và chớp giật nữa, những con sóng để nhấn chìm con thuyền và khiến hoàng tử chết đuối. Trước câu thần chú của mụ phù thủy, những con sóng bắt đầu giằng xé con thuyền của hoàng tử. Không, con thuyền đang chìm dần, chúng ta phải giúp họ thôi. Adia bơi xuyên qua những con sóng, vượt qua những mảnh vỡ của con thuyền đang chìm dần tới tận đáy biển. Nàng nhìn thấy chiếc sáo của hoàng tử rồi chộp lấy nó. Nàng nhìn thấy hoàng tử chìm xuống lớp cát dưới đáy biển. Nàng cầm lấy tay chàng rồi cố bơi nhanh hết sức có thể về phía mặt đất. Tỉnh dậy đi nào, xin hãy tỉnh dậy. Hoàng tử dần dần tỉnh dậy và ngỡ ngàng vì thấy mình vẫn còn sống. Chàng vẫn còn sống và thấy một nàng tiên cá tóc đỏ xinh đẹp bên cạnh mình. Adia nghe thấy tiếng chó sủa và nhận ra mình đang trên đất liền nên vội vã trở về đại dương. Đức vua, binh lính và một công nương đang kiếm tìm hoàng tử với mong muốn tìm thấy chàng trên bờ biển. Có một cô gái đã cứu con, thưa cha. Con không thể nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng con cảm thấy như đã nghe thấy giọng nói đó từ trước. Trong khi đó, trở lại đại dương, Adia trở lại thủy cung. Nàng vẫn giữ cây sáo của hoàng tử và không thể không nhớ về vẻ tuấn tú của chàng. Vua cha đang tìm kiếm nàng, và khi thấy cây sáo, người biết rằng nàng đã bơi lên mặt biển. Ta đã cảnh báo con rồi, còn con thì không hề lắng nghe lời ta nói mà đã chạy ra khỏi vùng an toàn của vương quốc. Con nên cố gắng chờ đợi mới phải. Nhưng hoàng tử đã có thể chết đuối. Hoàng tử nào vậy? Con đã rời khỏi vùng an toàn của vương quốc. Adia, con phải tin ta để ta có thể bảo vệ con khỏi hiểm nguy. Ta cấm con không được rời khỏi thủy giới. Hải vương Poseidon quay đi. Người rất buồn bã và thực sự lo lắng cho trái tim của công chúa. Nhưng Adia vẫn quyết tâm trở lại để nhìn thấy hoàng tử lần nữa. Vậy là nàng đã phạm phải một sai lầm rất lớn và rời khỏi thủy giới của cha nàng một lần nữa để đến gặp mụ phù thủy Vega độc ác tại vùng tăm tối của đại dương. Con xà tinh canh giữ hai đầu của Vega đang quan sát thủy giới của mụ phù thủy và nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ đang tới. Vega, công chúa của Hải Dương đang đến. Đã đến lúc trả thù Hải Dương rồi. Ta biết điều này sẽ xảy ra. Nó có một trái tim hoang dại và nổi loạn. Hãy để con bé vào, xà tinh. Adia hơi lo sợ, nhưng vì muốn gặp hoàng tử nên nàng đã đi vào để xin mụ phù thủy giúp đỡ. Vega đồng ý giúp nàng, nhưng yêu cầu đánh đổi lấy một thứ gì đó đáng giá từ nàng tiên cá nhỏ. Ta sẽ chuẩn bị một phần thần dược để biến ngươi thành con người. Ngươi sẽ được đi dạo trên đất liền và khiêu vũ cùng hoàng tử quý báu của mình. Nhưng đổi lại, ta sẽ lấy đi giọng nói ngọt ngào của ngươi. Giọng nói của cháu? Ý cháu là... Nhưng nếu không có giọng nói của mình... Nàng tiên cá nhún vai và nhận lấy thần dược, bởi vì nàng ngốc nghếch và bởi vì trái tim của nàng muốn được yêu thương hoàng tử. Nhưng hãy nhớ rằng thần dược sẽ mất tác dụng trong vòng 3 ngày, trừ khi ngươi khiến cho hoàng tử yêu thương nhà ngươi. Nếu không, ngươi sẽ trở lại thành tiên cá mà không bao giờ nhớ ra hoàng tử hay ngay cả đến vua cha của mình nữa. Adia quá ngốc nghếch đã uống thần dược. Rồi nàng bắt đầu bơi lên phía trên mặt biển. Và khi tới sát đất liền, đuôi cá của nàng biến mất. Và thay vào đó, nàng có một đôi chân của con người. Người bạn Dolphy đã nhìn thấy và nhanh chóng lại gần để giúp đỡ nàng. Adia, cô chưa bao giờ đi trên đôi chân cả. Cô cần rất cẩn thận đó nha. Nàng tiên cá nhỏ cố gắng lên bờ với sự trợ giúp của Dolphy. Hoàng tử Edward đã ở đó đang tìm kiếm người con gái đã cứu bạn chàng. Nàng, trông nàng quen quen. Chúng ta đã gặp nhau trước kia hay chưa vậy? Adia không còn giọng nói, nên nàng chỉ gật đầu và trả lại cái sáo cho hoàng tử. Đúng, chúng ta đã gặp nhau. Nàng chắc chắn là cô gái đã cứu ta khỏi chết đuối rồi. Và giọng nói đó ta đã từng nghe thấy khi thổi sáo ở trên bon tàu. Tên nàng là gì? Adia cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra với nàng. Ôi, nàng không thể nói được à? Nhưng nàng không thể thốt nên lời. Vậy là hoàng tử cho rằng nàng là một cô gái khác, vì cô gái mà chàng nhớ có một giọng nói ngọt ngào. Tuy nhiên, chàng vẫn muốn giúp đỡ cô gái khốn khổ này, nên đã đưa nàng về cung điện. Tại hoàng cung của vương quốc này, vua cha của hoàng tử đang chuẩn bị hôn lễ của con trai với một công nương khác. Adia quan sát từ xa và rầu rĩ vì nàng không thể lấy hoàng tử. Hàng ngày trôi qua, nàng không thể nói chuyện với hoàng tử. Adia biết rằng chẳng bao lâu nữa, thần dược sẽ mất tác dụng và nàng sẽ mất đi trí nhớ của mình. Adia nghĩ rằng không thể khiến hoàng tử yêu thương mình khi nàng đã mất đi giọng nói. Sau đó, ngày thứ ba đã tới. Adia cực kỳ buồn khổ. Nhưng ngay sau đó, một điều bất ngờ xảy đến. Các chị em tiên cá của nàng trồi lên mặt biển, rồi đến bà nội của nàng cũng vậy. Cháu gái thân yêu của ta, chúng ta phải giải cứu cháu và phá vỡ câu thần chú độc ác của mụ phù thủy. Sau đó, các con sóng bùng lên thành những ngọn sóng bạc đầu khổng lồ. Rồi vua cha của Adia, Hải Vương Poseidon trồi lên mặt nước. Adia, con gái xinh đẹp của ta, con đã tiến tới nỗi hiểm nguy mà ta đã cố gắng bảo vệ con. Nhưng ta đã lấy lại được giọng nói của con trong vỏ sò này. Ta đã phá vỡ câu thần chú của mụ phù thủy, nên con đã có lại giọng nói của mình. Và nhớ là đừng quên chúng ta nha. Hải Vương chĩa cây đinh ba vào vỏ sò trong tay Thái Hậu. Và rồi, câu thần chú được phá bỏ. Giọng nói đã được trở lại với Adia. Ôi, giọng nói của con. Xin cảm ơn gia đình thân yêu. Con yêu thương tất cả mọi người. À, không. Cá voi Willy đẩy nàng tiên cá nhỏ về phía con thuyền của hoàng tử. Hoàng tử và cô công chúa từ vương quốc khác đang sắp cử hành hôn lễ. Nhưng đột nhiên, hoàng tử nghe thấy điều gì đó và ngừng lại. Giọng hát ngọt ngào của Adia lại ngọt ngào cất lên. Sau khi nhìn thấy Adia trên lưng chú cá voi, hoàng tử nhảy xuống nước để nói chuyện với nàng. Chính là nàng. Ta đã biết mà. Nàng chính là cô gái đã cứu mạng của ta. Thiếp tên là Adia. Vậy là hoàng tử Edward hủy bỏ hôn lễ và cầu hòa với thủy giới của Hải Vương Poseidon. Adia là nàng tiên cá đầu tiên học được cách sống trên cạn như người bình thường và như một nàng tiên cá dưới biển khơi. Cuối cùng, nàng và hoàng tử Edward trở thành tri kỷ và tổ chức hôn lễ, và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngày xưa, sâu thẳm dưới đáy đại dương, trong làn nước lạnh giá là một thủy cung tráng lệ. Ở đó có một đàn cá mập khổng lồ và hung dữ, khiến cho ai cũng phải e sợ. Đàn cá mập đối xử với các sinh vật khác rất tồi tệ và đe dọa mọi người với hàm răng sắc nhọn của chúng. Chú cá mập nhỏ nhất được gọi là Út Mập, rất thích ca hát và nhảy múa. I'm baby shark, dip 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 dip, baby shark, dip 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 dip, baby shark, dip 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 dip, baby shark. Love to sing, dip 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 dip, love to laugh, dip 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 dip, love to dance, dip 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 dip, baby shark. So let's shout, dip 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 dip, let's go up, dip 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 dip, to have fun, dip 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 dip, baby shark. Này, em lại hát nữa à? Cá mập như chúng ta không hát ca đâu nhé Út Mập, hiểu chưa? Vì chúng ta cùng một bầy. Nhưng không, em không muốn giống các anh. Em không muốn làm hại ai hết. Im ngay, thật vô nghĩa. Đàn cá mập hung dữ đưa Út Mập đi cùng, rồi bơi đến vùng biển tối tăm, nơi mụ phù thủy biển Vega sống trong hang động của mụ. Con rắn đang giám sát lối vào hang động, nhưng nó đang bận chén kem trong biển bằng cả hai cái đầu. Thật là ngon quá đi. Giờ thì mình phải nghỉ ngơi một chút, chắc sẽ không sao đâu ha. Con rắn không hề nhận thấy đàn cá mập vừa bơi qua nó. Út Mập đi theo những người anh hung dữ một cách miễn cưỡng, và nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của mụ phù thủy chốn đại dương Vega. Cuối cùng thì các ngươi đã tới. Ta tin tưởng các ngươi nhất trong cả hết thảy các vùng đại dương đó. Có đoán được vì sao hay không? Bởi vì chúng ta là đàn cá mập to lớn nhất, đáng sợ nhất và hung dữ nhất trong cả đại dương này. Chính xác đấy. Ta đói rồi. Hãy bắt cho ta một con cá heo nhỏ nhắn xinh xắn và làm ta no bụng đi. Không vấn đề gì thưa bà phù thủy, dễ ăn như bánh thôi. Đàn cá mập ra khỏi hang động ngay lập tức để thực hiện mệnh lệnh của Vega. Chúng bơi quá nhanh khiến cho Út Mập khó khăn lắm mới theo kịp được. Đôi khi cậu bị chèn ép giữa các vây lớn của các ông anh mình. Cậu không ưa kế hoạch này chút nào. Trong khi đó, thủy cung tráng lệ, ba người con gái xinh đẹp của hải vương Poseidon đang chơi đùa trong cung điện. Aria, nàng tiên cá trẻ nhất và xinh đẹp nhất trong số các chị em gái, có thể sống dưới biển với đuôi cá của mình. Và khi nàng trở về với phu quân của mình, hoàng tử Edward, thì chiếc đuôi cá sẽ biến thành đôi chân khi nàng đặt chân lên đất liền. Ta thấy đây là tất cả những gì nàng cần. Nàng có thể đi đứng và nói năng nữa. Phải rồi, thiếp có thể đi tung tăng và nói chuyện huyên thuyên. Hãy kể lại cho ta nghe về những quyền năng của hải dương đi. Một ngày nọ, khi mọi đàn cá đang tận hưởng những ngày hè trong đại dương, cá heo tí ni Dovi đến thủy cung để thăm người bạn tốt của mình, nàng tiên cá Aria. Hải vương Poseidon nói với Dovi rằng Aria không ở đây mà ở cùng hoàng tử Edward trên đất liền. Vậy là cá heo tí ni Dovi quyết định bơi lên phía trên mặt biển để gặp nàng. Nhưng rồi bầy cá mập hung tợn đã nhìn thấy và chắn ngang đường của chú cá heo. Thưa đại ca, đây là một con cá heo nhỏ xinh, đúng như mong muốn của Vega dành cho bữa trưa. Đúng vậy, hãy bao vây lấy nó khi ta đếm tới 3. 1, 2. Nhưng con cá mập ngốc nghếch đã chồm ra trước khi đại ca của nó đếm tới 3. Ta còn chưa đếm tới 3 mà. Chứng kiến sự việc xảy ra, Út Mập cố gắng ngăn các anh mình để chúng không bắt được chú cá heo. Dừng lại, em nói là dừng lại, đừng có làm hại cậu ấy. Nhưng những người anh của cậu to lớn hơn và cường tráng hơn, nên đã vượt qua cậu để bắt lấy cá heo Dovi. Mình ước rằng mình là một con cá mập to lớn hơn, cường tráng hơn. Được vậy thì mình có thể ngăn các anh lại. Mình phải cứu lấy cậu cá heo nhỏ bé mới được. Út Mập bơi sau các anh trai và nghĩ cách để cứu lấy chú cá heo. Trở lại đất liền, Aria và hoàng tử Edward đang chơi trò chơi lia sỏi trên cầu cảng bên biển của cung điện với Aria. Cầu cảng này chính là cánh cửa trước của nàng. 5, 6, 7 và 8. Đến lượt chàng rồi đó. Xem tá này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi không, chàng đã thắng. Chàng hãy nói ra một ước nguyện đi nào. Ước nguyện của ta là muốn nghe giọng hát ngọt ngào của nàng. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean Mọi chuyện không yên bình dưới biển sâu. Trong vùng tăm tối của đại dương, chú cá heo nhỏ Đô Phi đang khóc lóc trong một chiếc lồng. Cứu với, có ai ngoài đó không? Mình bị giữ trong cái lồng. Tại sao mình lại bị giam trong vùng tối? Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không muốn bị ăn thịt. Con rắn nghe thấy tiếng kêu khóc của cá heo liền đi tới trước chiếc lồng. Này, chúng ta chủ đích bắt giữ ngươi đó, hiểu chưa? Là chủ đích, giờ thì yên lặng đi. Ngươi đã là tù nhân ở đây rồi. Dừng ngay việc chơi đùa với đồ ăn của ta đi rắn. Ra khỏi đây ngay, đứng ngoài canh gác đi. Nào nào, đây chẳng phải là chú cá heo nhỏ của bạn Adia sao? Cảm ơn vì đã đến vào bữa tối. Đô Phi rất sợ hãi. Nhưng ngay khi mụ phù thủy biển Vega đi khỏi, Út Mập liền lẻn vào từ sau vách hang. Thật là ngạc nhiên vì an ninh quanh hang động của mụ phù thủy lại thấp đến như vậy. Chú cá heo kinh hãi ngay lập tức. Xin chào, đừng sợ, sẽ ổn thôi cậu cá heo nhỏ. Tôi không giống các anh của tôi đâu. Tôi sẽ không làm hại cậu. Thật sao? Anh không lừa dối tôi chứ đúng không? Không đâu, không đâu. Tôi ở đây là để cứu cậu đó. Út Mập bắt đầu gặm các thanh trắng. Nhưng chiếc lồng quá chắc chắn. Adia ơi, anh hãy cho nàng tiên cá Adia biết nàng ấy đang ở trên đất liền, trong tòa lâu đài bên bờ biển. Nàng ấy có thể giúp được đấy. Út Mập lắng nghe Đô Phi nói, rồi bơi lên phía trên mặt nước. Phía trên mặt nước, nàng tiên cá Adia và hoàng tử Edward đang dậm chân trần dưới nước, trong khi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nhưng sau đó họ nhận thấy vây của một con cá mập đang lao đến. Cái gì kia nhỉ? Là cá heo. Cá heo sao? Đó là một con cá mập đó. Hãy cẩn thận hoàng tử của thiếp. Út Mập tiến gần về phía cầu cảng và ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Hả? Xin đừng sợ, tôi là Út Mập. Cậu bạn cá heo của hai người đang gặp nạn. Cậu ấy đang là tù nhân trong hang động của mụ Vega. Ôi, Đô Phi, tạm biệt cha. Được rồi, nhưng con cá mập đó có thể nói chuyện à? Khi Adia nhảy xuống biển, đôi chân nàng biến mất và chiếc đuôi cá của nàng mọc lại. Adia và Út Mập lẻn qua con rắn khi nó đang bận dẫn bắt chiếc đuôi của mình. Nhưng bộ phù thủy biển đã trông thấy Adia qua chiếc gương ngọc trai pha lê thần kỳ. Ôi, được rồi. Ta đoán là ngươi sẽ đến để cứu người bạn bé nhỏ của ngươi. Ta chỉ phải bắt một mà sẽ tóm được cả đôi. Vega làm Adia giật mình khi mụ Vega dùng chiếc xúc tu bắn những luồng mực có độc xuyên qua làn nước về phía nàng. Nhưng Adia đã lách được. Trong khi Adia chiến đấu cùng Vega, Út Mập đã tìm thấy chìa khóa của nhà ngục và cứu thoát cá heo tí ni Đô Phi. Adia không thể đánh bại được mụ phù thủy biển nên nàng bắt đầu sử dụng thủy phép mà Hải Vương đã truyền dạy. Những làn nước bắt đầu chuyển động như làn gió và ánh sáng, rồi ngăn chặn tất cả những luồng mực tấn công nàng. Hãy nhận lấy đây. Cái gì đây? Làm sao mà ngươi ngăn được chúng vậy? Đừng làm hại người khác nữa Vega. Bà làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu. Út Mập đã cứu tôi Adia. Giờ thì chúng ta ra khỏi đây thôi. Adia di chuyển tấm khiên bảo vệ trùm lên tất cả bọn họ. Rồi họ rời khỏi hang động và trở lại thủy cung. Wow, chiếc khiên kỳ diệu đó thật tuyệt. Vậy ra đây là một chuyến đi dài sao? Liệu họ có phục vụ đồ ăn nhẹ hay cái gì đó không? Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh Út Mập à. Tôi nghĩ là anh cũng xấu xa như bầy cá mập, cho nên tôi rất hạnh phúc vì được làm bạn với anh. Xin cảm ơn. Tôi cũng rất vui vì có cậu làm bạn. Tôi chưa hề muốn trở thành một phần của bầy cá mập cả. Được rồi Út Mập, cậu không cần phải ra nhập bầy cá mập đâu. Hãy ở lại đây trong thủy cung này với các bạn của tôi đi. Cậu sẽ được an toàn. Út Mập rất yêu thủy cung và muốn hát lên bài hát ưa thích của mình cho những người bạn mới nghe. I'm baby shark, dip 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 dip, baby shark, dip 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 dip, baby shark, dip 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 dip, baby shark. Ngày xưa có một tòa lâu đài nguy nga bên bờ biển. Ở đó hoàng tử Edward và vợ chàng chung sống hạnh phúc. Tên nàng là Adria và cô ấy là một nàng tiên cá. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Sâu thẳm dưới đại dương, trong một hang động tối tăm, nhưng đây là tòa lâu đài hắc ám. Chị gái của Hải Vương sống ở đó, đang lập mưu để hủy hoại thủy giới và cướp lại vương miện. Một ngày nọ, một phù thủy Vega đang bơi trong lòng biển với hậu vệ của bà ta, chính là con rắn. Bà ta nhìn thấy một chiếc gương có khung màu tím, mắc kẹt trong cát. Một chiếc gương thần ở đây dưới đáy biển sao? Ta tự hỏi nó đến từ đâu vậy? Hãy mang nó về hang, thưa lệnh bà. Nó có thể có ích đó ạ. Một phù thủy Vega mang theo chiếc gương và trở về hang động. Ngay khi về tới nơi, mụ đứng trước gương, nhưng mụ không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình hay bất cứ thứ gì khác. Nhiều ngày trôi qua, tấm gương ba thuật vẫn chỉ xoay tròn và trôi nổi. Mụ phù thủy không hiểu nó hoạt động như thế nào, và ngay khi mụ định ném nó đi thì những xoáy tròn bắt đầu thay đổi. Bên trong vòng xoáy hiện lên chủ nhân của chiếc gương thần. Đó là bà hoàng hậu độc ác Hela. Gương thần ơi, hỡi gương thần, hãy cho ta biết ngươi chìm nơi đâu. Vega kinh ngạc khi thấy có một người đàn bà trên đất liền xuất hiện trong chiếc gương. Còn con rắn thì khiếp sợ. Thưa lệnh bà, người đàn bà trong gương không phải là người. Đúng vậy. Vega, một phù thủy biển, tiến đến gần chiếc gương để trả lời Hela. Chiếc gương thần này đang ở trong lòng biển tối tăm và đang thuộc sở hữu của em gái Hải Vương Poseidon là ta đây. Hela và kẻ hầu cận của bà ta đến cớp không thể tin vào mắt mình, một người đàn bà ở dưới biển với những chiếc vòi khổng lồ. Đền cớp đã kể về thủy cung, cho nên đã thì thầm với bà hoàng hậu về quyền năng của thế giới đó. Hela rất hứng thú với việc có được quyền năng từ đại dương, nên bà ta đưa ra lời đề nghị với mụ phù thủy từ biển cả. Này, phù thủy trên đất liền, ngươi nghĩ sao nếu ta muốn thỏa thuận với ngươi một việc? Nếu ngươi giúp ta giải quyết được một chuyện, thì ta sẽ trao cho ngươi cuốn sách bùa chú chứa đựng những câu thần chú cực kỳ quyền năng. Rồi mụ phù thủy biển kể với mụ Hela độc ác về nàng tiên cá Adria và hoàng tử Edward. Mụ ta nói rằng nếu mụ ta có thể bắt được hoàng tử, mụ ta sẽ nắm được quyền cai trị cả thủy cung sâu thẳm mãi mãi. 3 ngày sau, hoàng tử Edward bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình trên tàu của vua cha. Như mọi lần, chàng lên mũi tàu và quan sát những đám mây để dự đoán thời tiết. Aha, bầu trời quang đãng, có nắng và mây thì ở trên cao, mọi điều đều tuyệt hảo cho việc ra khơi. Sau đó, hoàng tử Edward định nghiêng người qua lan can để xem nước biển có yên tĩnh không. Nhưng chú chó của hoàng tử đã sủa vang lên và chạy về phía chàng, còn chú cố gắng kéo chàng về phía đất liền. Wow, có chuyện gì với mày sao, anh bạn già? Mày đánh hơi thấy bất trắc à? Ôi không! Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên tăm tối. Những đám mây đen lại dày đặc và che hết ánh mặt trời. Những đợt sóng bạc đầu xuất hiện nơi cuối chân trời. Hoàng hậu Hela sử dụng quả cầu thủy tinh của mụ ta để điều khiển mây và gió vần vũ xung quanh con tàu của hoàng tử. Còn mụ phù thủy biển Vega thì tạo nên các đợt sóng thần bằng viên ngọc trai pha lê của mình. Rồi một con sóng thần trùm lên Edward và đẩy chàng ngã xuống nước, xuống tận đáy đại dương. Trở lại tòa lâu đài, đàn tiên cá Aria trông thấy cơn bão khủng khiếp đó. Nàng liền chạy ra ngay phía cầu cảng để tìm kiếm hoàng tử Edward. Nàng chạy ra cầu cảng nơi Dagi đang bơi trở về từ trận bão. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Dagi. Rắn đang phụng sẵn dưới đáy biển đã tìm thấy hoàng tử, trói chàng lại rồi đưa đến hang động dưới biển. Đàn tiên cá Aria dùng hết can đảm lao xuống biển từ cầu tàu. Nhưng Vega đã thấy nàng qua viên ngọc trai pha lê nên mụ đột ngột biến mặt nước thành băng đá. Vậy là đàn tiên cá Aria đau đớn rơi xuống mặt nước băng giá cứng ngắc. Nàng cố phá băng bằng tay và đuôi cá nhưng vẫn vô ích. Ôi không, ta không thể xuống nước được. Chắc chắn là do mụ Vega đang cố gắng ngăn ta cứu Edward rồi mà. Vào lúc đó, người bạn cá heo Dolphy nhỏ bé của nàng thấy rằng Aria không thể lặn vào trong biển đã đến bên nàng. Rồi cá heo cố gắng phá bằng mũi của mình nhưng băng quá cứng. Sau đó hải âu Ringo cũng bay đến trợ giúp. Nó cố phá băng bằng chiếc mỏ nhưng nó cũng thất bại. Thời gian đang cạn dần. Hoàng tử Edward bị giam cầm từ trong hang động của mụ phù thủy và không thể nín thở lâu hơn được nữa. Vega, phù thủy biển, đứng trước gương hắc ám. Gương hắc ám trong biển cả, hãy cho ta gặp hoàng hậu heo la nào. Ta đã làm như ngươi muốn, bà chân mực. Giờ hãy đưa ta cuốn sách bùa chú để đổi lại nào. Mụ phù thủy biển lấy cuốn sách bùa chú cất trong tủ thuốc ra, rồi ném nó vòng vòng xoáy bên trong tấm gương. Nhưng những xúc tu nhỏ bám trên cuốn sách đã cuốn chặt Vega lại và không để mụ ta thoát ra. Vậy là chiếc cương thần kỳ kéo luôn mụ ta lên đất liền, nơi hoàng hậu heo la đang trú ngụ. Không, không, không thể như vậy được. Làm sao bà ta lại đến đây cơ chứ? Ta phải trở lại hang động của mình. Trong khi mụ phù thủy biển trườn lên mặt đất thì chú cá heo nhỏ Dolphy đã bơi đi để tìm người giúp sức. Chú cá đã nhờ cá voi khổng lồ Willy sống dưới thủy cung sâu thẳm đến phá vỡ mặt băng. Cá voi khổng lồ Willy và cá heo tí nị Dolphy bơi đến sát mặt nước. Aria rất hạnh phúc khi nhận ra Willy đang trợ giúp mình. Cá voi khổng lồ bơi lên phía trên và cố gắng phá vỡ lớp băng phía trên với chiếc mũi cực kỳ khỏe của nó. Đàn tiên cá Aria ngay lập tức nhảy vào làn nước và bơi về phía hang động của Vega dưới đáy biển. Ngay khi Aria chạm vào nước, đôi chân của nàng biến thành đuôi cá. Các bạn của nàng là Dolphy và Willy cùng bơi với nàng tới hang động của mụ phù thủy biển Vega. Con rắn hai đầu đang đứng canh gác trước cổng hang động, và lần này nó thấy ai đó đang đến. Nó gọi mụ phù thủy biển vì nó nghĩ mụ vẫn còn trong hang. Thưa lệnh bà, chúng đã đến rồi. Bà ở đâu vậy? Hãy làm gì đó đi nào. Cá voi khổng lồ Willy không còn kiên nhẫn với rắn nữa nên đã ngậm luôn nó vào miệng. Không, không, mình ghét miệng cá voi và ở đây tối tăm như mực. Cứu tôi với. Dolphy, nhanh lên nào, hãy tìm ở các gian phòng xem. Tôi sẽ tới nhà ngục để tìm hoàng tử Edward. Khi đàn tiên cá Aria đến khu nhà giam, nàng nhìn thấy hoàng tử nằm ngất trên sàn. Adia lách qua các chấn sông của Lồng Dương, rồi đặt hạt cát thần kỳ vào miệng của hoàng tử để giúp chàng thở được dưới nước. Đột nhiên, một tia sáng bao quanh hoàng tử. Đôi chân của chàng dần dần biến mất và được thay bằng một chiếc đuôi cá màu đỏ rực. Vậy là hoàng tử Edward bừng tỉnh và bắt đầu thở được dưới nước. Chàng vẫn còn sống. Là nàng sao? Ta có thể thở được dưới nước này. Đây quả thật là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn nàng. Nàng đã cứu mạng sống của ta. Thôi nào, hãy thoát khỏi đây nào, hoàng tử của thiếp. Nàng tiên cá Aria và hoàng tử Edward giờ đã là một nam ngư, cùng nắm tay nhau bơi về phía mặt nước. Cuộc đời họ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, dù ở dưới biển hay ở trên bờ. Này chim ơi, các ngươi có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta cũng có thể có cánh bay không? Đúng là tuyệt vời. Sau bao nhiêu ngày trường trên mặt đất, mụ phù thủy biển cuối cùng cũng đến được biển để trở về hang động của mụ. Và khi mụ thấy rằng hoàng tử đã trốn thoát, bằng cách này hay cách khác, ta sẽ vào được thủy cùng sâu thẳm kia thôi. Ngày xưa, hoàng tử Edward và nàng tiên cá Aria đang cùng sánh đôi đi trên con thuyền nhanh như gió và to lớn hơn những ngọn sóng. Nàng hãy ngắm nhìn mặt nước lững lờ trôi này. Đó chính là điều khiến ta thích thú khi đi thuyền. Edward và Aria thường cùng nhau du hành khắp nơi để khám phá những miền đất mới lạ mà chưa ai từng thấy. Ở sâu dưới đáy đại dương, mụ phù thủy biển Vega lại đang mưu đồ cướp đoạt thủy cung từ tay anh trai mình là hải vương Poseidon, trợ thủ của bà ta. Rắn hai đầu đi đến chỗ viên ngọc trai pha lê trong hang động và từ từ chạm đầu vào nó, và rồi quả cầu thần kỳ cho nó thấy những gì đang xảy ra trong vùng biển. Thưa lệnh bà, Aria và Edward đang đi du hành đó à. Vega liền đi tới ngay. Rắn này, đã bao nhiêu lần ta nhắc nhở ngươi rồi, đừng có động vào viên ngọc trai pha lê thần kỳ của ta. Chừng nào chúng còn ở trên biển thì ta còn có thể cho chúng nếm mùi mọi thủ đoạn tàn độc của ta. Nếu như người phá nát mặt đất, thưa lệnh bà. Mụ phù thủy biển Vega nghĩ về điều rắn hai đầu vừa nói và... Ta hiểu rồi. Nếu ta làm mọi vùng đất trên thế giới biến mất, ta có thể giày vò Aria. Hãy xem hoàng tử và loài người có thể sống được dưới nước bao lâu nữa đây. Vega quyết định đây là cách tốt nhất mụ có thể trở thành nữ hoàng của biển cả và cướp thủy cung từ anh trai mụ, một hải vương nhân từ. Không để lãng phí thời gian, mụ liền viết lên giấy tảo những nguyên liệu mụ cần cho âm mưu thâm độc của mụ. Dear Miss Little Mermaid, you don't know me yet. This is Vega. You all should be afraid. I'll follow you till the end. Snake, always stay awake. Watch Aria and Poseidon. Hope you won't make mistakes. I'm writing down my plans to destroy all the bands. One day I will have my freedom. Live in deep blue sea kingdom. Snake, be by my side. I will show you in detail how we go inside. Trở lại con tàu. Lúc này Aria đang ngồi viết nhật ký trong khoang tàu. Nhật ký thân yêu, khi ta sống trong lòng đại dương, ta lang thang giữa các rặng san hô rực rỡ, theo sau những đàn cá ngựa, hát ca cho những con hàu, dễ những cô gái xinh đẹp mà ta gặp. Ta nhớ tất cả. Trong khi nàng tiên cá Aria đang viết nhật ký, thì nàng nghe thấy tiếng của thủy thủ đoàn trên bon tàu. Ở đằng kia kìa, một vùng đất mới xuất hiện phía đường chân trời. Aria rất vui mừng khi nghe thấy tin tốt lành. Nàng định đi tìm hoàng tử Edward, nhưng người bạn của nàng là hải âu Ringo đã bay đến bên cửa sổ của con tàu. Ringo quá vội vã nên nó không nhận ra rằng mình đang đập vào tấm kính trong. Nó cố thử bao lần để vào bên trong trước khi Aria nhận ra rằng nó đang cần trợ giúp. Ringo ơi, xin chào bạn. Trông bạn buồn rầu vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Công chúa của tôi, Aria thân mến, đất liền, trái đất, tất cả sắp bị phá hủy mất rồi. Phải làm sao đây? Bạn có ý gì vậy Ringo? Làm sao mà đất liền lại bị tàn phá được? Ringo và nàng tiên cá Aria nhanh chóng lên trên bon tàu. Ringo bay lên một tổ quạ để định hướng rồi nói với Aria rằng vua cha của nàng, hải vương Poseidon, đã bị bắt giam. Và tất cả những vùng đất trên trái đất bắt đầu biến mất, từng vùng một. Nếu nàng không hành động Aria, thì con tàu này cũng sẽ chẳng mấy chốc biến mất thôi. Tất cả những ai không thể sống được dưới nước sẽ đều bị xóa sổ. Không, điều đó thật là tồi tệ, kinh khủng quá. Ngay sau đó, Aria nhận thấy rằng con rắn của Vega đang ở dưới nước lén lút theo dõi con tàu. Điều này chắc chắn là do mụ phù thủy biển Vega gây ra. Thiếp biết đó là bà ta mà. Thiếp phải trở lại biển cả hoàng tử của thiếp để ngăn bà ta lại. Hoàng tử Edward nhìn thấy rằng vùng đất cận kề đang dần dần biến mất. Chàng không muốn Aria ra đi, nhưng chàng phải ở lại trên tàu cùng với thủy thủ đoàn, nên chàng đã để nàng đi một mình. Ta không muốn để nàng đi một mình đâu Aria, nhưng nàng phải đi để cứu chúng ta. Nàng tiên cá Aria đi về phía cầu tàu và huýt sáo gọi những người bạn từ biển cả của mình. Người bạn cá heo bé nhỏ của nàng nghe thấy tiếng huýt sáo từ dưới đáy biển sâu liền bơi về phía mặt biển để tìm nàng. Ngay khi Aria nhìn thấy Đô Phi bơi đến, nàng liền nhảy vào làn nước thăm thẳm. Khi nàng bắt đầu bơi sâu hơn nữa thì kỳ diệu thay, đôi chân nàng liền biến thành đuôi cá. Đô Phi, chúng ta sẽ đến hang động của Vega. Khi Aria và Đô Phi đang bơi tới, mụ phù thủy độc ác đã ở trong hang động, nơi mụ đang giam giữ người anh nhân từ của mình và đang huênh hoang về mưu đồ xấu xa của mụ ta. Nếu như người không giao cho ta thủy cung, thì đứa con gái quý giá Aria của người sẽ chết chìm trong đại dương sâu thẳm. Nhưng ngay sau đó, Aria và Đô Phi đã tới được hang động của Vega. Đô Phi kinh sợ, nhưng đó vẫn cố gắng thử đánh lừa rắn hai đầu đang canh cửa hang. Xin chào, xin lỗi nha, tôi bị lạc đường rồi. Xin chỉ đường giúp từ đây đến công viên giải trí đại dương với. Công viên giải trí à? Có một công viên giải trí hay sao? Nó ở đâu? Chúng ta muốn tới đó. Ôi đúng đó, tất nhiên rồi, chỗ đó chơi rất là vui. Trong khi Đô Phi đánh lạc hướng rắn hai đầu, thì nàng tiên cá Aria lẻn vào. Nàng thấy vua cha đang bị trói chặt. Sau đó, nàng thấy cây đinh ba thần kỳ và chiếc tủ đựng độc dược của mụ phù thủy. Aria lẻn đến bên vua cha để... Thôi nào anh trai, hãy giao cho ta vương miện và để ta trở thành người cai quản thủy cung này đi. Aria chộp lấy cây đinh ba của cha nàng rồi đi về phía Vega. Đứng yên, Vega. Ngươi, làm sao mà ngươi tới được đây? Khi Aria chĩa cây đinh ba về phía mụ phù thủy biển, một vệt sáng phát ra từ cây đũa phép và giữ chặt Vega lại. Rắn đầu! Vào lúc đó, rắn hai đầu đã bỏ bê nhiệm vụ của mình và nó đang vui chơi cùng Đô Phi tại công viên giải trí, nên thậm chí không hề nghe thấy tiếng hét kêu cứu của Vega. Rắn đầu! Nàng tiên cá giải cứu vua cha và trả lại cây đinh ba cho người. Aria và hải vương Poseidon lập tức rời khỏi hang động. Hải vương Poseidon sắp niêm phong hang động bằng cây đinh ba của mình. Thưa cha, xin chờ chút, chúng ta không thể rời khỏi đây mà không phá vỡ được câu thần chú. Đàn tiên cá nhanh chóng quay trở lại vào bên trong và thu nhặt từng loại nguyên liệu phía dưới viên ngọc trai pha lê để phá vỡ câu thần chú đang tàn phá trái đất. Sau đó, nàng cầm lấy vỏ sò đựng bụi ma thuật. Chờ đã, đừng lấy nó đi, hãy để nó lại đi. Không, không. Cho dù đang bị tia sáng giữ chặt, Vega vẫn lấy hết sức phun vòi mực về phía Aria. Nhưng đàn tiên cá đã bơi thật nhanh về phía cha nàng. Khi Aria ra khỏi hang động, Hải Vương liền niêm phong nó bằng những tảng đá khổng lồ. Đàn tiên cá cố hết sức bơi thật nhanh về phía mặt biển để xem câu thần chú đã được hóa giải chưa. Hoàng tử Edward và thủy thủ đoàn rất vui mừng khi trông thấy những vùng đất xa xôi lại xuất hiện. Nhìn này, nó đã trở lại. Nàng ấy đã chiến thắng, đã cứu chúng ta. Đàn tiên cá bơi rất nhanh, đến nỗi vọt lên trên cả mặt nước. Wow, wow. Rồi đáp xuống cầu tàu bằng đôi chân. Nàng đi tới bên hoàng tử Edward. Công chúa của ta, nàng đã thành công. Nàng đã cứu sống cả con người và các sinh vật trên mặt đất này. Ringo đang bay về từ những miền đất xa xôi đã đáp xuống con tàu và cảm ơn Aria. Giờ thì mọi thứ đã trở lại bình thường, thưa công chúa. Các vương quốc và các vùng đất đã được bảo tồn. Điều này khiến cho Aria thực sự hạnh phúc, nên nàng và hoàng tử cùng cười vui hân hoan. Trợ thủ rắn hai đầu của Vega nhận ra rằng chỉ có mình nó trong công viên giải trí mà thôi. Và khi nó sợ sệt đi tới chỗ mụ phù thủy biển, nó trông thấy lối vào hang động đã bị bịt kín. Thưa lệnh bà, người có biết là có một công viên nước trong lòng biển hay không vậy? Khóa miệng lại ngay, con rắn này. Trở về chiếc tàu của hoàng tử, đàn tiên cá đưa hoàng tử Edward vỏ sò thần kỳ đựng loại các ma thuật trong đó. Edward chàng ơi, cho dù có điều gì xảy ra, chàng luôn luôn có thể dùng loại các ma thuật này để biến thành người cá. Mọi người đều vui mừng vì đất đai của họ được bảo tồn. Còn hoàng tử và công chúa thì đi tàu đến vùng biển đẹp tuyệt dưới vòm cầu vồng sặc sỡ để tìm kiếm những vùng đất mới.